quấn cho em bé vô tư thoải mái nhé, cực kỳ mềm, cực kỳ thấm nước đấy chị nhá. Rồi nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận, mở ra đúng khăn nhá, khăn nhà em bao mềm nhá chị Hương Nguyễn ơi. Khăn nhà em bao mềm các chị nhá, chị Ngọc Sam Trinh, 4 cái 4 màu ok này. Đấy, cực kỳ mềm này, cực kỳ êm nhá các chị nhá. Bông của nó sẽ không bao giờ sổ lông và không vai màu. Chị Liễu Thăng 6 chiếc khác màu, ok tình yêu. Bên em các chị nào mà lấy 4 chiếc, 5 chiếc, 6 chiếc là sẽ không bị trùng màu các chị nhá. Bởi vì bên em có 6 màu. 6 màu chị nào lấy 6 chiếc, 6 màu bên em sẽ không giao trùng màu cho các chị. Hàng số lượng về rất là lớn. Hiền Nguyễn tổng cộng em lấy 8 chiếc, ok tình yêu Hiền Nguyễn luôn này. Chị Thủy Nguyễn 2 chiếc, để lại số điện thoại cho em nhá. Các chị mua 2 chiếc phí ship cũng 30.000, mua 10 chiếc phí ship cũng 30.000, tội gì mà không mua đến 5-7 chiếc về dùng dần nhá các chị nhá. Khăn nhà em là khăn bông, nó không sổ lông các chị ạ, thấm nước cực kỳ tốt. Không sổ lông, không phai màu luôn. Nhanh tay đặt hàng bởi vì hôm nay em chỉ xả trong 30 phút thôi các chị nhá. Chị Nguyễn Thư lấy 2 chiếc 2 màu ok. Chị gái con non to này ở thành phố Hà Nội nhá. Đây ạ, 5 chiếc, 6 chiếc, 6 màu đây các chị ơi. Đấy, tội gì mà không mua đến 5-7 chiếc về mà dùng các chị ạ. Cái khăn này các chị mỗi người một màu một chiếc này. Màu hồng này, màu vàng này, màu xanh da trời, màu xanh lá cây, màu cam và màu tím. Ship hàng toàn quốc 30.000 nha chị Linh Thùy nhá. Chị Lương Hoàng ơi, em không trả lời xỉ trên live, chị nào mà lấy xỉ inbox giúp em nhá. À, chị Yên Phúc 5 chiếc ok tình yêu này, chị Thoa Lê ship toàn quốc 30k nhá. Chỉ có 25.000 đồng một chiếc chị An Trương nhá. Không bị sổ lông đây chị ơi, các chị nhìn thấy em giật chưa? Không bao giờ bị sổ lông luôn. Ship toàn quốc 30k nhá chị Hiền Vân nhá. Chị Thủy Nguyễn 2 chiếc ok là chị Thoa Đăng, để lại số điện thoại giúp em. Đây nhá, không bao giờ sổ lông, không mai màu luôn. Toàn màu nào cũng đẹp, màu nào cũng xinh, màu nào chị cũng dập dình muốn lấy chị nhá. Mà lâu lâu thì em mới có một kỳ thanh lý xả hàng cho các chị thôi. Đấy, 25.000 đồng một chiếc thôi đấy. Siêu rẻ, cực rẻ luôn mà nhé em, bao giá, bao chất toàn Facebook luôn. Nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận. Chị Thanh Hồng ok 4 chiếc này. Chị Bảo Ngọc Trần ơi, đừng comment địa chỉ trên này nhá, chờ bên em gọi điện thoại chốt đơn. Chị Hương Nguyễn 4 chiếc ok, chị Bé Ngốc để lại số điện thoại đây. Khăn nhà em không bao giờ bị sổ lông này các chị nhìn thấy chưa? Em giật thoải mái mà lông nó cũng không bị bay ra. Không sổ lông nhá, không phai màu, đảm bảo với các chị luôn. Tất cả các chị hôm nay kể cả 20 chiếc bên em cũng chốt nhá. Chị gái con non to 4 chiếc ok, chị này chị An Trương 4 chiếc ok này. 4 chiếc nhá các chị nhá, 4 chiếc bên em sẽ ship từ 4 màu cho các chị. Đây các chị ơi, đây là chiều rộng nhá, chiều rộng là 70 phân này. Cực kỳ mềm, cực kỳ êm luôn đấy nhá, không có một tí sổ lông nào các chị ạ. Rất thoải mái, không sổ lông, không vai màu. Chị Thỏa Đăng 4 chiếc ok tình yêu luôn này. Đây là chiều rộng các chị nhá, chiều rộng này. Em sẽ cho các chị xem chiều dài. Có Shopee nhá, chị Kim Dung Cao ơi, chị nào mà lấy ship Shopee thì inbox qua cho em sẽ gửi link qua cho các chị đặt nhá. Bên em có Shopee các chị nhá. Rồi 80 chị đang xem, mỗi chị chia sẻ giúp em một lần lấy tương tác cho em. Nhớ gửi lời kết bạn với Facebook Nguyễn Anh và ấn thế độ theo dõi thêm trước các chị nhá. Được rất nhiều ưu đãi của shop em, xả cho các chị cái khăn tắm to đùng to đoàng này với giá chỉ có 25.000. Đây các chị ơi, màu nào cũng đẹp, màu nào cũng xinh. Đấy các chị nhá, màu nào cũng xinh, màu nào chị cũng dập dình muốn lấy nào. Chị Nguyễn Thị Thoa vàng, cam, hồng, ok tình yêu luôn này. Chị Thoa lấy 6 chiếc 6 màu ok các chị nhá. Đây 6 chiếc 6 màu cho các chị cùng chọn này. Đây các chị ơi, chiều dài nhá, các chị nhìn chiều dài em đo này. Đây chiều dài nhá các chị nhá, chiều dài này. Chiều dài 1m4 không thiếu phân nào luôn ạ. Đây ạ. Chiều dài của khăn là 1m4 các chị nhá. Đây là em gập đôi đây các chị ạ. Gập đôi chiều dài đây nhá. 6 chiếc 6 màu. Chị Hoàng Tuyết lấy xỉ inbox không trả lời xỉ trên like nhá. Chị chờ Hoàng Tuyết nhá. Xỉ inbox giúp em, tí nữa like xong em sẽ check ạ. Chị Trần Liên ơi, không có 1m7, chị Kim Dung Cao 4 chiếc 4 màu ok chị ơi. Khăn tắm hôm nay xả cho các chị 100.000 4 chiếc. 100.000 4 chiếc, em ship hàng toàn quốc nhá các chị nhá. Bên em có ship COD toàn quốc. Chị Vũ Thị Hoa 4 chiếc ok ạ. Ship hàng toàn quốc 30k nhé chị Hà Nguyễn ơi. Chị Thùy Linh 6 cái ok. Tất cả các chị hôm nay chốt thoải mái 5 cái, 10 cái, 25 cái đều với giá 25.000 nhé các chị nhá. Chị Hương Đô 4 chiếc ship Shopee ok ạ. Bên em sẽ ship từ 2 cái nhé chị Phong Loan Kim Huế nhá. Chị Ngọc Thoa để lại giúp em số điện thoại. Đây 6 màu cho các chị cùng chọn này. Cực kỳ mềm, cực kỳ êm luôn. Khăn nhà em không có sổ lông các chị nhá. Không có sổ lông, không phai màu luôn. Chị Phạm Loan ok, chị Bé Ngốc ok này. Đấy ạ, không sổ lông, không phai màu luôn. Chị Phương Trúc 4 cái 4 màu ok tình yêu ơi. Các chị nào mà lấy 4 chiếc này, 5 chiếc, 6 chiếc bên em sẽ ship cho các chị 6 màu khác nhau. Không màu nào trùng với màu nào các tình yêu nhá. Chị Nguyễn Hương ok, ship Shopee thì inbox qua cho em nhá. Mày mua cái gì cho đỡ khàn tiếng nhỉ? Chị Lãng quên 4 chiếc 4 màu ok ạ. Chị Nguyễn Thị Thoa 4 chiếc ok, chị Nguyễn Hương có đơn này. Chị Nguyễn Hương ok có đơn chị ơi. Dày bình thường thôi chị Phương Phương nhá, không dày quá bởi vì là các chị nào mà mua khăn dày quá ấy, khăn nó lâu bị khô thì khăn nó sẽ bị nhớt ý. Các chị rất nhiều chị mua khăn dày quá về dùng nó sẽ bị nhớt các chị nhá. Cái này khăn nhé.